Hello, Chào mọi người. xin chào. Ok. Mình thấy chưa có chỗ. Nó hơi méo mà. Admin, quay lại bên đây. No, other way. Méo luôn. Yeah. Chị muốn ngồi xích vào đây. Oh, can you hold, turn the whole camera that way. There she Turn goes. the whole thing this way. Hi, Turn chào the mọi whole người. stand this way. Mọi người đã bắt đầu vào Oh. rồi. Mình sẽ Hello. chờ một chút, bây giờ đây là 140 Xin mấy chào người. cái gì Park Hay Jin. Hay Park Jin. Hay Jin. Ngọc Bùi. Giờ chị đọc tên cho chị, Bác còn em đọc số. chị hay Chào mọi mở. người. Thường thường, thường thường, hello. Hello, hello. Hello, Thái. Mình đã có 500 người rồi. Ok. Khoảng 1.000 người thì mình xa hả chị ha? Ok, các bạn đã đọc hết cuốn sách chưa hả? Hay là vô đây hôm nay để nghe chúng ta mô tả về cuốn sách? Các bạn có câu hỏi gì thì nhớ ghi vào đây nha. Để chúng ta có Hello thể Hà thảo luận Lê. chung. Ok. Mình đã được gần 1.000 người á chị. Ok. Chắc mình chờ thêm 30 giây nữa 30 giây là thôi, mình có ok. thể bắt đầu được rồi. Tại vì những người vô đúng giờ thì mình nên phải tôn Dạ. trọng thời gian của mọi người. Chào chị Thu Hiền. Ok, mình Ok. có thể bắt đầu hả chị ha? Ok. Xin chào mọi người, mình là Xuân, mình là co-founder của Phonos, là một ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Thì hôm nay là lần thứ hai Xuân rất là vui được tham gia Thái Văn Linh Book Club để cùng thảo luận. Chủ đề của hôm nay là mình sẽ thảo luận với chị Thái Văn Linh về cuốn sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao của tác giả Simon Sinek. Và nếu mà mọi người chưa chưa đọc cái cuốn sách thì mọi người có thể download cái cuốn sách tại ứng dụng Phonos. Tất cả các chương một đều miễn phí và các bạn có thể nghe để lựa chọn những cái cuốn sách mà mình yêu thích. Trong cái buổi livestream hôm nay á thì mình sẽ có hai phần chính. Phần đầu tiên là chị Linh sẽ trao đổi về cái cuốn sách và những cái suy nghĩ của chị về cuốn sách này. Ở trong phần thứ hai thì sẽ là phần Q&A. Phần Q&A lần này thì sẽ khác với livestream lần trước, là bên mình đã chọn ra những bạn đã gửi những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề này, những cái câu hỏi hay nhất, và chị Linh sẽ gọi trực tiếp để trả lời cho các bạn trực tiếp qua điện thoại luôn. Và nếu mà mình có một cái ít thời gian dư ra thì chị Linh sẽ chọn một đến hai câu hỏi mà các bạn gửi đến đây trong buổi livestream này để chị Linh trả lời. Thì bây giờ mình có thể bắt đầu cái buổi livestream này. Đầu tiên là mình muốn giới thiệu một chút về tác giả Simon Sinek. Thì đây là một tác giả, anh sinh năm 1973 cho nên chắc là Xuân sẽ gọi là anh. Khá là trẻ và anh là một cái diễn giả rất là nổi tiếng của TED Talk, và những cái bài bài nói chuyện của anh được hơn 45 triệu lượt view trên TED Talk và đã được dịch sang 48 thứ tiếng. Và anh là tác giả của hai cuốn sách bestseller nhất, và một trong hai cuốn đó đó là cuốn sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao. Thì hôm nay trước hết là em rất cảm ơn chị đã chọn ra cái cuốn sách này, vì vì cái cuốn sách mà chị chọn cho nên là tháng vừa qua em có rất là nhiều cái thời gian để em đọc và em nghiên cứu cái cuốn sách này. Thì khi mà đọc nó cuốn sách này làm em suy nghĩ rất là nhiều, cũng như là cũng nhìn lại những cái gì mình đã làm trước đây và cảm thấy là cái gì nó đã đúng và cái gì nó chưa đúng, cũng như là mình hiểu ra được nhiều cái tại sao mà trước giờ mình làm chưa được. Thì rất là cảm ơn chị đã giới thiệu cái cuốn sách này tới mọi người. Thì để mở đầu thì chị có thể chia sẻ một chút về cái lý do tại sao, cũng như là tại sao cái việc mình biết được cái lý do tại sao nó lại quan trọng đến như vậy không? Cái việc tại sao á, là Linh thấy rằng nó quan trọng cho tất cả mọi người, mặc dù họ nhỏ tuổi hay lớn tuổi, họ đang làm kinh doanh hay là đang suy nghĩ về cá nhân của mình. Bởi vì
Thường ngày á, là mọi người chỉ lo cái cách để mình làm việc, mình lo về cái gì hoặc là như thế nào, nhưng mình không có bỏ ra đủ thời gian để suy nghĩ tại sao. Và cái tại sao là cái nền tảng để cho mình có đủ năng lượng để tiếp tục thúc đẩy khi mình gặp khó khăn. Thì vì sao mà Linh chọn cuốn sách này? Và với Linh, cá nhân của Linh á, là Linh cũng trong cái giai đoạn mà cũng đang muốn xem xét lại cuộc sống của mình. Thì khi mà Linh đọc cuốn sách này á, là Linh không phải là quá suy nghĩ về kinh doanh, Linh đang suy nghĩ về cá nhân của Linh. Và Linh thấy cuốn sách này rất là thú vị, bởi vì nó nhắc nhở Linh là mình phải luôn dừng lại một chút và suy nghĩ tại sao mình đang làm những việc mình đang làm. Vậy đó, đó là cái hướng về cá nhân. Còn về những cái người mà ví dụ như em đi, em đang khởi nghiệp một cái công ty, thì trong cuốn sách này tác giả cũng nhắc rất là nhiều về cái vấn đề là tìm cái lý do tại sao khi bạn khởi nghiệp một công ty hoặc khi bạn làm một cái gì đó. Thì theo chị thì chị thấy là cái việc này nó có quan trọng không, và có nhất thiết là khi mà mình khởi nghiệp một công ty á, là mình phải bắt đầu từ câu hỏi tại sao không, cái lý do tại sao không ạ? Linh thấy rằng cuốn sách ông trong cuốn sách đó thì ông Simon Sinek, ông đã đưa ra một vài ví dụ tại sao mình nên bắt đầu với tại sao. Nhưng với Linh, khi mình nghĩ lại những cái ví dụ trong cuộc sống của Linh và khi mà suy nghĩ về với những cái bạn mà đã từng khởi nghiệp, thì Linh thấy rằng mình không nhất thiết phải bắt đầu với từ tại sao. Mình có thể bắt đầu với cái gì hoặc là như thế nào, bởi vì hai cái vùng đó có thể mình dễ suy nghĩ hơn. Nhưng sau khi mình tạo ra được rồi cái như thế nào hoặc là cái gì đó, thì mình nên phải suy nghĩ là tại sao tôi muốn làm cái đó, và cái tại sao đó sẽ là cái nền tảng để cho thúc đẩy mình đi đi tiếp. Nhưng mình bắt đầu á, thì mình bắt đầu ở đâu cũng được, miễn là khi mình bắt đầu rồi là mình trở lại mình suy nghĩ tại sao. Ok chị. Vậy trong trong đây á, sách á, thì ông ấy cũng có nhắc đến là cái vòng tròn vàng. Và ở cái vòng tròn vàng nó bắt đầu là tại sao, và sau đó là như thế nào, và là cái gì. Thì ở một cái và anh ấy có nói đến cái việc là mình phải cân bằng ở những cái phần như vậy, là tại sao cân bằng, phải như thế nào và cái gì mình phải cân bằng. Thì mỗi lần khi mà em nghe đến cái chữ mà cân bằng á, thì em sẽ rất là cẩn trọng, và em có một cái gì đó nó hơi nhạy cảm đối với em. Tại vì đối với em á, là cân bằng á, thì là nó như vậy, và không, rất là khó để được như vậy. Và em nghĩ đối với em nó cân bằng là để làm sao đừng có quá xa như vậy thôi, và nó đang kéo lại. Chứ còn ở cái điểm cân bằng này á, thì nó khá là khó. Và anh ấy có nói đến cái việc là phải cân bằng những cái góc độ giữa tại sao, làm như thế nào và làm cái gì. Thì theo chị á, cái quan điểm cái việc đó mình có, nó có khả thi cho một cái công ty ví dụ như tụi em làm, là phải cân bằng tất cả những cái đó không ạ? Thì với Linh cái từ cân bằng cũng không nhất thiết là việc tốt. Bởi vì khi mà Linh nghĩ tới cân bằng là nó như vậy ha, thì nó không một một bên không cao hơn cái bên nào, nhưng nghĩa là hai bên đều là 50-50. Thì khi mà mình đi học, điểm 50 điểm có đủ không? Phải không? Linh thấy là mình phải ít nhất 90, 100 điểm mới hay, chứ 50 điểm là hoàn toàn fail rồi. Phải không? Thì khi mà nghĩ về cân bằng và hai bên chỉ 50 điểm thôi, thì Linh thấy rằng cái cách đó nó không nhất thiết phải là cái cách tốt nhất để mình sống cuộc sống. Thì nghĩ lại đối với cái vòng vàng của ông Simon, thì mình thấy mình nên phải chỉ hành động. Thì cái này là lý thuyết về về startup, là mình có một ý tưởng thì mình nên tạo ra thử một cái sản phẩm thử nghiệm và mình đưa đưa nó ra thị trường. Thì khi mình trong những cái quy trình đó, mình sẽ suy nghĩ mình sẽ làm cái gì và mình làm cách nào, như thế nào mình sẽ đưa ra thị trường. Rồi song song với cái đó, với mỗi bước, ví dụ là khi mình tạo sản phẩm, mình sẽ dùng những cái nguyên vật liệu gì hoặc là mình sẽ tạo như thế nào, thì mình cũng nghĩ tới là tại sao. Tại vì cái tại sao đó nó sẽ là cái hướng dẫn cho mình chọn những cái chất lượng mình dùng hoặc là cái cách mình xây dựng. Và khi mình ra tới là như thế nào, thì mình sẽ nói về tiếp thị và nói về sales, thì những cái thông điệp đó mình cũng phải dựa trên cái nền tảng là tại sao. Thì nói chung là tất cả đều đi cùng một lúc, đi song song với nhau, thì cũng hơi khó để đưa ra một cái công thức mà nó quá cân bằng, cũng không có một cái công thức cụ thể. Thì Linh chỉ nghĩ là như tất cả những việc khác trong cuộc sống, như khi mà mình khởi nghiệp là mình chỉ cần phải hành động, mình phải đưa ra một cái sản phẩm, cứ tiếp tục làm
Rồi trong lúc đó khi mình làm á là mình suy nghĩ, mình chỉ nhớ là mình có ba cái chân, đừng có quên cái chân thứ ba là tại sao, phải không? Cái gì như thế nào và đừng có quên cái tại sao. Dạ. Yeah. Ok chị. Vậy thì ở ba cái phần đó chị, thì có nhất thiết là mình phải bắt đầu từ tại sao không ạ? No, I mean Linh nghĩ là mình bắt đầu ở đâu cũng được. Miễn là khi mình suy nghĩ xong một phần thì mình nhớ là còn hai phần khác phải suy nghĩ tới. Tại vì có lúc là mình quá bận thì mình bỏ sót cái phần thứ ba. Tại mình thấy là phần thứ ba có thể là nó không có quá cụ thể, nó sẽ không có giúp mình đạt được cái mục tiêu. Mình cảm thấy là như vậy, tại vì nó không có một cái gì mà mình có thể thực hiện lên. Nó là chỉ cái tại sao, là cái gì mình nghĩ trong trong đầu thôi. Thì mình thường là mình, bởi vì mình quá bận, mình sẽ bỏ sót, bỏ quên nó. Thì cái cuốn sách nó nhắc nhở là mình nên nhớ là đây là có cái thứ ba mà mình lên luôn phải suy nghĩ tới. Dạ, dạ, đúng rồi. Tại vì khi em còn trẻ, em cũng lúc đó em cũng đang mò mẫm á, em cũng chưa biết cái lý do tại sao em muốn làm cái này, em làm cái kia. Thì em nghĩ là em lúc đó em thật sự em bắt đầu tìm cách để biết làm, mình biết muốn mình làm cái gì, rồi học cách làm như thế nào. Và trong khi mà em làm thì từ từ em mới biết cái tại sao. Mặc dù em cũng đồng ý với tác giả, đây là một cái điểm rất là quan trọng. Tại vì đối với em thì trước đây em không phải là cái người thích đọc sách, mà em thích đọc truyện tranh. Thì khi hồi nhỏ ba mẹ hay là những người lớn rất là hay nói là con phải đọc sách thì con mới thông minh đó. Thì lúc đó thì em cảm thấy rất là không đồng ý, tại vì họ đang kêu mình làm cái gì á, nhưng mà em vẫn chưa hiểu được cái nguyên nhân ở bên trong đó là tại sao em phải làm như vậy, và em không cảm thấy liên kết với cái điều đó. Thì sau này khi mà bắt đầu ra khởi nghiệp những cái công ty thì bắt đầu em mới cảm thấy là để mà mình có thể phát triển được công ty, mình phải phát triển cái kiến thức của mình, và cái việc đọc sách nó là một trong những cái cách mà để giúp cho em làm được điều đó. Cho nên vì thế cho nên là cái việc đọc sách nó gần như là giống như là ngay lập tức em cảm thấy có hứng thú, tại vì lúc đó em đã tìm được cái lý do tại sao em cần phải đọc sách. Yes. Dạ, tại sao mình làm. Và từ đó là cái việc đọc sách nó thành là một phần trong cuộc sống của em, và dẫn em đến cái với Phonos nữa. Như hôm nay thì cho nên là khi mà em đọc cái cuốn sách này á, em rất là đồng ý với cái tác giả về cái việc là tại sao nó là một cái phần rất là quan trọng mà mình nên tìm kiếm và mình nên hiểu. Yeah. Cái câu chuyện của em nhắc chị là với hai đứa bé nhỏ của chị. Thì đứa bé lớn giờ nó 4 tuổi, và hầu hết là tất cả những cái từ ra cái miệng của nó là tại sao. Tại sao phải làm cái này, tại sao phải đi chà răng, tại sao phải đi tắm, tại sao. Thì khi còn nhỏ là bé luôn hỏi, nhưng cái đó là một cái điểm là mình nên làm theo các bé nhỏ. Tại vì mình càng lớn thì mình càng bận, mình không suy nghĩ tới. Nhưng đây là một cái câu hỏi là mình nên phải luôn suy nghĩ tới. Bởi vì nó sẽ giúp mình có những cái động lực để tiếp tục. Chị còn trong cuốn sách có nói đến một cái vấn đề nữa. Đó là những người biết lý do tại sao thì cần tìm những người biết làm như thế nào. Theo chị thì quan điểm như thế nào ạ? Thì đây cũng trở lại lý thuyết về về khởi nghiệp. Thì khi mình có khởi nghiệp là thường người ta nghĩ là mình nên phải có đồng sáng lập. Lý do là vì hai bên sẽ có những cái kỹ năng, những cái tài năng mà người bên kia không có. Thì đó là lý tưởng. Lý tưởng là mình sẽ có hai người hoặc ba người để giúp đỡ trong cái chiến này, chiến dịch này. Nhưng thường là như đó, mình thực tế là rất khó để tìm những đồng sáng lập. Thì trong trường hợp đó thì một người cũng có thể làm hết tất cả, chỉ cần phải nhớ là mình còn thêm những cái trách nhiệm khác. Nhưng mình không phải chỉ là tập trung vào tuyển nhân viên rồi dạy họ cách làm, rồi dạy họ như thế nào. Mình cũng phải hướng luyện họ về tại sao họ đang làm những việc này. Chị, nhưng mà bây giờ em ví dụ thôi nha chị. Ví dụ như khi mà em đi tìm kiếm những cái người cùng làm với mình á, mà họ biết làm như thế nào, mà họ không nhất thiết là họ cùng cái quan điểm về cái lý do tại sao với mình, thì cái điều đó nó có thực hiện được, nó có khả thi hay không? Nhưng nếu mà mình vừa mới khởi nghiệp và công ty chỉ có 10, 20, 30 nhân viên, thì Linh nghĩ lúc đó là tất cả mọi người nên phải có cùng cái tại sao. Hoặc là ít nhất là cái tại sao về sự nghiệp của họ phải cùng với nhau.
Có thể là tại sao cá nhân của họ có thể nó hơi khác, nó có thể chạy song song nhưng nó khác một tí, nhưng cái đó là riêng tư của họ. Nhưng với công trong công ty, khi mà công ty còn nhỏ thì mình nên phải đồng ý thống nhất về một cái tại sao. Rồi dần dần khi mà công ty lớn thì mình có thể mở rộng ra cái tại sao, có thể nó rộng hơn, để cho mình đạt được tất cả những cái cá tính, những cái riêng tư của mọi người. Vậy thì đối với chị trong cái cuốn sách này á, thì cái phần nào là cái phần mà chị thích nhất? Cái phần thích nhất, hơi khó, là Linh không có một cái một phần chi tiết mà Linh thích nhất. Linh chỉ thích là tổng quan cuốn sách. Tại vì trong thời điểm này trong cuộc sống của Linh là Linh cũng đang suy nghĩ cá nhân là mình đang muốn làm cái gì với cuộc sống. Bởi vì trong 20 hai mấy năm qua thì Linh chỉ cúi đầu xuống làm việc. Mà chị chỉ cố gắng làm việc chăm chỉ, sáng sáng đêm là chỉ làm việc thôi. Thì tới ngày hôm nay trong sự nghiệp ấy, thì Linh cũng thấy ok, cũng đạt được một mức rồi. Và trong những năm tới, tại vì mình cũng đã định hướng rồi ấy, thì trong những năm tới không có quá gì khác biệt. Nhưng với cuộc sống của mình thì mình muốn như thế nào? Tại vì hy vọng á, là Linh cũng còn ít nhất 40 50 năm nữa, phải không? Hy vọng. Thì vì vậy á, là mình nên phải suy nghĩ thường xuyên. Nhiều ít nhất cũng 2-3 năm, 4-5 năm cũng phải dừng lại một chút suy nghĩ là đây là phải là cái hướng mình muốn đi. Tại vì nhiều lúc Linh cũng có đọc nhiều bài bài viết khác, họ nói rằng những người mà họ sắp chết, họ nằm trên giường, họ nghĩ về gì? Họ thường là có hai thứ. Câu thứ nhất là họ tự hỏi là tôi có bỏ ra đủ thời gian với gia đình. Tại vì thường là ai cũng tiếc những cái thời gian mà họ đã bỏ quá nhiều vào sự nghiệp mà họ bỏ lơ gia đình. Và cái thứ nhì, cái câu thứ nhì là thường hỏi là nếu mà ngay lúc này tôi mất, có ai quan tâm không? Cuộc sống của tôi đã có ý nghĩa trong xã hội, đã có ý nghĩa cho những người khác không? Thì đó là hai cái câu hỏi mà Linh thường tự hỏi mình. Và cái cuốn sách này đã nhắc Linh là cái câu trả lời với cái câu tại sao là sẽ giúp Linh để tìm hiểu những cái ý nghĩa trong cuộc sống của Linh. Còn với em á chị, thì em thấy trong cái cuốn sách này á, nó làm cho em tự nhiên nhìn lại những Quá cái khứ hả? tự nhiên nhìn lại quá khứ á, kiểu em thấy giống như là lúc mà em đọc cái tựa cuốn sách này á, em thấy giống như là trời ơi, thì ai làm gì cũng phải bắt đầu với cái lý do. Nhưng mà thật sự là em quay lại á, trong cái cách mà em giao tiếp với mọi người trong công ty á, ở những cái công việc trước của em á, thật sự á, là em quên mất luôn phần tại sao. Em chỉ nói, có nghĩa là mọi thứ nó rất là quay cuồng đến công việc á, và em chỉ nói đến phần là bạn phải làm cái gì và phải làm như thế nào, làm sao sao sao, có nghĩa là em không có nói là lý do và mục đích ở đây cũng công việc của bạn, vai trò của bạn là gì. Và cái đó nó làm em có nói chị là em suy nghĩ rất là nhiều á, là tại vì cái cuốn sách này nó làm em không ngờ là mình quên mất luôn cái đó luôn, mà mình không để ý là mình đã quên mất cái tại sao đó luôn, Đúng rồi, tại mình chỉ lo làm thôi. mình lo Phải làm hàng ngày vô là sếp cho việc làm thì mình cứ cố dạ gắng làm cho xong. đúng rồi và công việc nó cứ quay tới á, rồi xong rồi em làm thì Không bao giờ hết. không bao giờ hết và không có rảnh ngồi nói tại sao. Thì cái đó là cái, thì khi mà em đọc á, cách đây 2 tuần á, em đã đọc xong á, thì em bắt đầu áp dụng vô công ty và thay đổi cái cách em giao tiếp với Ok. mọi người. Ok, thì theo chị á, thì cái cuốn sách này á, là nó dành cho những đối tượng nào ạ? Đối tượng nào? Linh nghĩ là tất cả mọi người. Từ một người sinh viên mười mấy tuổi tới các cô bác 60 mấy, 70 mấy vẫn tiếp tục có thể đọc. Bởi vì Linh nghĩ rằng mình nên thứ nhất suy nghĩ về quá khứ để mình có thể học những cái bài học trước đây, và mình suy nghĩ về tương lai. Tại vì ai cũng có tương lai ngắn hay 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 dài, là mình cũng có tương lai. Thì mình nên suy nghĩ là nếu mà hiện tại nó chưa muộn, thì mình vẫn còn sống, mình vẫn còn cơ hội để thay đổi, để làm những gì thêm, thì mình muốn làm cái gì và tại sao mình làm những việc đó. Em thì em nghĩ cái cuốn sách này giống như chị nói á, tại vì đây là một cái cuốn sách nó về gọi là mindset, nó về suy nghĩ thái độ, thì nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người, và tùy cái lứa tuổi họ sẽ rút ra được cái bài học như thế nào và họ cảm nhận như thế nào.
Đặc biệt á, nếu với Xuân á, thì Xuân nghĩ là những cái người đang làm việc, đang làm một cái công việc cho bản thân mình, không quan trọng là mình đang làm việc cái đó là business của mình hay là business của người khác, nên đọc cái cuốn sách này. Và cái đó nó, tại vì Xuân trải nghiệm và Xuân thấy nó làm cho mình suy nghĩ và có cái sự thay đổi trong cái hàng ngày, mình nghĩ nó rất là phù hợp với mọi người. Một cái cụ thể hơn mà Linh làm là sau khi đọc cuốn sách và sau khi đã có định nghĩa một vài thứ mà Linh muốn suy nghĩ hàng ngày thì Linh viết trên điện thoại, tại vì giấy bây giờ cũng hơi khó để cầm theo, thì Linh viết trên điện thoại. Và mỗi buổi sáng mình thức dậy là vừa mở mắt lên là mở lên đọc liền. Mình trước đây là mở mắt là mình sẽ coi email hay là coi Facebook hay là gì đó, nhưng bây giờ là không, mình chỉ vẫn giữ về chế độ airplane, airplane mode, và mình không có wifi, mình chỉ mở lên mình chỉ đọc đọc những cái mục tiêu, những cái gì mà mình muốn nhớ cho cuộc sống của mình cho 5 năm tới, 10 năm tới, nhắc nhở là đây là lý do tôi thức dậy hàng ngày, tại sao tôi thức dậy hàng ngày. Và mỗi đêm trước khi đi ngủ, mặc dù mệt như thế nào cũng bỏ ra 5 phút thôi, mình đọc lại những cái lý do tại sao. Và Linh thấy chỉ có hai cái hành động nhỏ như vậy, chỉ có 10 phút một ngày thôi, đã cho Linh nhiều động lực hơn, và Linh cảm thấy trong ngày mình hiệu quả hơn, và mình cảm thấy nó khỏe hơn, nó nhẹ hơn sao đó. Em cũng làm cái đó chị. Ồ vậy hả? Dạ, nhưng mà em không làm buổi tối, làm buổi sáng. Cả hai, cần cả hai, Dạ. tại vì cái não mình nó quá bận. Mình cần phải mình cần phải nhắc nhở thường xuyên. Dạ. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu, chắc là mình qua cái phần thứ hai. Mình sẽ qua cái phần thứ hai là cái phần Q&A. Và trước khi mình bắt đầu cái phần này á, thì mình xem coi mọi người, những cái người bấm like, bấm thích Các để bạn mình chọn. like ha, để cho chúng ta biết là các bạn là ai. Để mình chào hỏi. Hello. Và cái câu hỏi đầu tiên chắc là mình sẽ gọi cái bạn đầu tiên. Bạn đầu tiên là câu hỏi của bạn Fiona Tạ, thì chắc là mình sẽ gọi bạn ấy bây giờ. Mọi người chờ chút nha, mình sẽ gọi ngay liền, trực tiếp. To Mic à. Hello bạn Fiona. Hello À, Fiona. dạ. Em À, đang dạ, live chào chị đây. Xuân với chị Linh. Chào Dạ. Fiona. Em có câu À, dạ hỏi em hỏi đi chào. em. Dạ ok chị. À, dạ. Thì chào hai chị, em là Thùy. Họ là Fiona. Thì em, dạ em có muốn hai ý muốn trao đổi với chị, đó là ý thứ nhất đó là đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay, hoặc là giống như em, hoặc là những ở độ tuổi mà rất là bấp còn rất là nhiều sự không chắc chắn trong cuộc sống á, thì làm cuốn sách có đề cập là why, là tại sao, và làm cách nào để mình thực hiện cái tại sao đó, mục đích của mình đó. Như vậy em muốn hỏi chị là chị có thể nói thêm về làm thế nào để mình tìm ra được cái mục đích, cái tại sao của bản thân mình không? Thì cái đó là em muốn hỏi. Và cái ý vế thứ hai tiếp theo của cái câu đó đó là có rất là nhiều lúc á, trong cuộc sống, ví dụ hay khi mà em nghĩ đến một cái lý do, hoặc là em thấy các bạn khi mà nghĩ được đến một cái lý do vì sao mình làm một việc gì á, thì thường sẽ có những người hỏi là tại sao mình lại, vì sao lại muốn làm cái tại sao đó. Thế thì là mình lại phải dig deeper, mình lại phải đào sâu thêm. Thế thì rất là, tại vì là những người trẻ mà chưa biết chắc chắn mình muốn cái gì á, thì em lại thấy là làm thế nào mà để mình biết được đâu là một cái câu hỏi tại sao xứng đáng rồi để mình tiếp tục tạo nền tảng và làm tiếp theo cho những cái how và cái what trên cái why đó. Và cái why nào á, là cái tại sao nào, là mình phải tiếp tục hỏi why and why, đào sâu thêm nữa. Dạ. Cảm ơn. Ok, thì cái cảm ơn Thùy ha. Chắc là cho Xuân nhắc lại cái câu hỏi của Thùy một chút được không? Thì cái Ok ạ. câu hỏi của Thùy là mình sẽ chia thành hai phần. Phần đầu tiên là làm sao một cái người ở độ tuổi trẻ, mình tìm ra, để tìm ra được cái why của mình, đúng không Thùy? Cái why và cái mục đích sống đúng Và không cái ạ? why và cái mục đích sống của mình, thì chị Linh có thể trả lời cái phần này trước. Ok. Thì câu hỏi này rất tốt, bởi vì khi mình nói về lý thuyết đó chỉ là cái một cái gì đó mình suy nghĩ thôi, nhưng cụ thể là như thế nào phải không?
thì câu hỏi này rất tốt, bởi vì Linh cũng đang suy nghĩ tới tới nó, phải không, là mình phải đang tìm cái gì là cái why tốt. Thì Linh nghĩ rằng cái why của mọi người nó sẽ khác, và cái việc riêng tư của mình nó không có đúng hay sai, thì bạn không nên sợ là mình nghĩ một cái why mà nó không có xứng đáng, tại vì không có gì mà không xứng đáng, miễn là nó quan trọng với bạn là nó quan trọng. Right, thì Linh nghĩ là mọi người nên phải, bây giờ mình chỉ chấp nhận bản thân mình là như vậy, mình biết là bản thân mình muốn cái gì, cái đó là quan trọng nhất. Mình mặc kệ người ta nói như thế nào, mình cũng không nhất thiết nói với người ta biết là mình đang muốn làm cái gì hoặc là tại sao mình đang làm cái gì. Miễn là mình biết cái đó là cái hướng đi của mình, cái đó là giống như là cái bản đồ cho mình suy nghĩ, cho mình thúc đẩy, cho mình đạt được những cái mục tiêu của mình. Thì miễn là cái why của bạn là có đủ cái động lực đó thì là ok. Thùy ơi, cho Xuân add vô một chút, tại vì Xuân thấy là cái việc mà cái câu hỏi của Thùy á, nghe được không? Cái câu hỏi của Thùy á thì cái việc mà mình tìm tại sao á, tại vì Xuân cũng người trải qua những cái việc này và vẫn đang tìm cái lý do cho những cái công việc mình làm á, thì thật ra cái đó nó là một cái quá trình, mà cái quá trình đó nó là một cái mà mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ biết khi mà nó nói chung đúng là cái việc mà mình muốn đó, nó là một cái gì đó nó lớn hơn mình rất là nhiều, và mình sẽ cảm thấy khi nó tới đó, mình biết là nó đúng, mà thật sự là không ai khác biết rõ ngoài mình cả. Thì trước đây Xuân cũng có một cái người bạn á, người bạn đó rất là dễ thương, rất là có nghĩa là một cái người rất là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà cái cô bạn đó đó cổ tự nhiên một ngày nọ cổ nói với Xuân là chị ơi em sẽ đi Úc để em học MBA, và mình nhìn vô bạn đó là mình biết cái cô này rất là chắc chắn và cổ muốn đi, cổ có cái lý do của cổ, và rõ ràng là cái người bạn của Xuân á không quan tâm mọi người nói như thế nào, vẫn làm giấy tờ và bây giờ đã đi và đã học xong rồi. Thì bây giờ mình nhìn lại mình mới thấy là cái lý do đó đó là mình hơn ai hết, Thùy sẽ là người cảm nhận được khi mà nó tới, mình cứ tiếp tục mình tìm kiếm. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà đọc cuốn sách này, Xuân biết được tác giả Simon Sinek á có một cái cuốn sách nữa tên là Find Your Why. Ở Việt Nam hiện tại thì chưa có cuốn sách này, nhưng mà nó cũng là những cái gọi là những cái tool thôi. Cuối cùng nó chỉ là những cái tool để giúp cho mình tìm được cái why của mình. Còn lại là giống như chị Linh nói á, là mình sẽ là cái người biết hơn ai hết. Rồi, câu hỏi kế tiếp Ok, là câu hỏi kế tiếp. cảm ơn hai chị. Em ơi, còn câu hỏi nữa đúng À, không? còn 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 câu hỏi thứ nhì còn cái em. phần nữa đúng không em? Câu hỏi Câu câu hỏi thứ gì câu chị sẽ hỏi nhắc thứ hai. lại nha. Chị sẽ nhắc lại là chị Linh ơi, chị có lời khuyên nào để biết được cách xác định lý do tại sao, đâu là ranh giới giữa cái tại sao và cái tại sao mà mình cần tìm hiểu đào sâu hơn, đúng không Thùy hả? Nghĩa là cái cách Dạ để đúng mình rồi tìm cái chị. tại sao của mình, phải không? Thì khi mà suy nghĩ về cái tại sao, chị nghĩ là nó trở lại cái từ cân bằng. Thì nó là cái điểm giữa khi mà suy nghĩ về những cái một vài cái yếu tố. Thứ nhất là mình sẽ xem cái yếu tố là mình giỏi về cái gì so với mình thích cái gì. Tại vì khi mình giỏi một việc đó không nhất thiết là mình thích nó. Và mình sẽ so những gì mình đam mê với những gì mà mình có tài năng sẵn. Thì khi mà mình tìm được cái điểm mà nó có bao gồm một phần của bốn cái yếu tố đó, thì đó là cái vòng vòng vàng đi. Nghĩa là mình sẽ có thể tìm cái tại sao của mình trong cái vùng đó. Thì Linh đưa một vài cái ví dụ. Khi mà người ta bạn của Fiona, bạn Xuân Xuân, ý của Xuân luôn. bạn cũng Bạn của Xuân hỏi Xuân về về việc gì đó, họ hỏi hỏi Xuân để giúp giúp họ, thì họ hỏi về cái gì, cái chủ đề gì. Thường nếu mà bạn của bạn hỏi bạn là mình cần cái gì giúp đó, là thường nó hỏi về họ hỏi về cái gì, thì cái đó là cũng là chứng tỏ là một một cái điểm mạnh của bạn. Thấy không? hoặc là
Hoặc là mình giả sử nếu mà bạn không cần tiền lương thì bạn sẽ muốn làm cái gì miễn phí, nghĩa là mình cứ thức dậy mình đi làm bởi vì mình thích chứ không phải là mình đang lãnh lương. Thì đó là một vài cái trường hợp mình có thể tự suy nghĩ là mình thích cái gì, và khi mình tìm được những gì mình thích thì mình có thể hỏi cái câu kế tiếp là tại sao mình thích nó. Thì mình dùng cái tại sao đó để vẽ ra một cái bức tranh lớn hơn. Thì nghĩa là không nhất thiết là ví dụ đi ha, là Linh từ nhỏ rất thích huấn luyện, rất thích dạy các bé nhỏ, nhưng khi khi mà đi học á, thì Linh mới biết là làm cô giáo không có lương cao và mình cần phải nuôi gia đình, phải không? Thì mình không thể đi cái hướng đó. Thì nếu mà lương là không có vấn đề thì Linh muốn là làm giáo sư, muốn muốn dạy các bé nhỏ. Thì thì cái đó là cái mà thì mình hỏi tại sao. Vậy tại sao mình thích như vậy? Là bởi vì mình thích truyền thông tin cho người khác. Vậy thì mình dựa trên cái tại sao đó, mình có thể đưa ra khi dựa trên cái tại sao đó là có nhiều thứ mà Linh có thể làm. Vậy thì đó là chỉ là một cái ví dụ mà bạn có thể suy nghĩ, à mình thích làm cái gì, mình tìm ra cái tại sao, mình dùng cái tại sao đó rồi mình đưa xuống là những cái câu trả lời khác, và những câu trả lời đó có thể đẩy bạn đi những cái đường khác trong sự nghiệp hoặc và trong cuộc sống. Dạ. Nếu mà bạn chưa chưa có thấy kiểu giống như là thấy rất là mạnh á về về cái tại sao của mình á, thì bạn cứ tiếp tục làm cái gì với lại cái như thế nào á, từ từ bạn sẽ thấy. Tại vì Xuân cũng thấy là lúc đầu khi mà Xuân bắt đầu á, cái tại sao đó nó chưa có quá lớn, có những cái nó lớn hẳn nhưng mà có những cái nó cũng chưa có quá lớn. Ngay cả với cái sách mà Xuân làm Phonos á, thì thật sự là đến bây giờ Xuân hơn 30 tuổi Xuân mới cảm thấy một cái gì nó rất là lớn về cái này, còn trước đây mình không cảm thấy gì cả. Thì nếu mà bạn chưa ấy thì bạn cứ bắt đầu làm những cái gì mình đang làm và một ngày nào đó mình sẽ tìm ra được. Đúng rồi. Dạ, đừng có bởi vì mình chưa nghĩ được cái tại sao là mình dừng lại hết. Mình cứ tìm nó, tại đây là một hành trình á Thùy, biết không, đây là một hành trình, đây không phải là mình nó ở đó mình tới đó mình lấy nó liền, không có. Ok, dạ đúng rồi, Ok. em cũng nghĩ như vậy. Ok, cảm ơn Ok. Thùy. Cảm ơn Thùy đã gửi Em cảm cái ơn. câu hỏi. Hẹn gặp lại bạn nha. Chào bạn. Dạ, cảm ơn hai chị đã trả lời câu hỏi của em ạ. Chào Ok, em. bye bye em. Ok. Để tiếp tục cái câu hỏi tiếp theo thì để mình xem coi coi ai đang ở đây. Mọi người ơi, mọi người hãy bấm like vô để cho tụi mình biết được là mọi người đang ở đây và để Dạ. chọn những cái câu hỏi của mọi người tiếp theo. Dạ các bạn. Mình nhớ Dạ. bấm 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 Yeah. nha. Chu 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 chu. Ta tim nha. Ok, đó là mình sẽ chọn cái câu hỏi tiếp theo. Ok. Admin ơi, cho mình xin câu hỏi thứ hai để mình gọi cái bạn tiếp theo. Và sau đây chúng ta cũng trả lời một vài câu hỏi của các bạn trên livestream nha. Các bạn Thì nhớ để dạ nếu nhớ gõ vô, nếu mà có câu hỏi gì khác thì có thể gõ vào rồi chúng ta có thể thảo luận nha. Ok, mình bắt đầu với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hà Chí Bộ Thông Thuận. tin Truyền thông và Bộ Y tế đề nghị mọi người Ok. dân có điện thoại À. thông minh cài đặt Ok. Bluezone tại Chị cài đặt Bluezone chưa? cài đặt vào Bluezone hả? Chưa nữa. Ok, câu hỏi kế tiếp. Alo. Alo. Alo, chào bạn Thuận. Chào Thuận. Dạ. Alo ạ. À, em có câu hỏi em nói đi à em. Thuận ơi, đây là Dạ cuộc em. gọi từ chị Linh á, Thuận. Dạ con chào cô Linh ạ. Em chào chị Sơn ạ. Chào em. Dạ em dạ con đang là vừa mới tốt nghiệp lớp 12 em cô. Dạ con mới đọc cuốn sách này à, cuốn sách này là được được cô giáo của con tặng cho con ạ. Cô giáo tặng. Wow. Và Ok. Thuận ơi, sau Thuận sau ơi, câu khi hỏi của Thuận là gì ạ? Thuận có thể đọc dạ câu hỏi của mình. câu hỏi của em là khi mà em muốn hỏi là liệu khi mà cô Linh xong cuốn sách này thì
cô Linh có thể có những cái gì mà nó không đồng tình với cuốn sách, hay là có những cái phản đề gì cho cuốn sách này, ví dụ như là cái why, how, what hồi nãy. Ok. Thì cái câu hỏi của bạn Thuận là chị có những phản đề gì hoặc là những cái gì mà chị không đồng tình với cái cuốn sách này không ạ? Khi mà Linh xem tổng quan á, thì Linh thấy cuốn sách này cái ý tưởng hay. Mình nên phải suy nghĩ về cái lý do tất cả những gì tại sao mình làm. Nhưng nếu mà xem chi tiết và cụ thể hơn, ví dụ là với kinh doanh đi, nếu mà bạn trong ngành sales thì thường mình không nhất thiết bắt đầu với tại sao, quan trọng hơn có thể là mình bắt đầu với ai, nghĩa là mình đang nói chuyện với ai, mình đang bán hàng với ai. Tại vì nếu mà mình không nói chuyện với đúng người và người đó không phải là người quyết định mua hay không mua thì mình sẽ uổng công. Tại vì mình giải thích cho họ tại sao, như thế nào và cái gì thì họ cũng vậy thôi, tại vì họ không thể là quyết định. Thì đó cũng là một phần. Thì cụ thể thì hơi khó, không nhất thiết là mình sẽ bắt đầu với tại sao trong tất cả những cái trường hợp. Và còn gì đó em có phần khác. Một cái mà Xuân nghĩ đó, đó là không nhất thiết nó phải là tại sao của mình á, mà nó phải là tại sao của người khác nữa. Nhất là trong cuộc sống hoặc là trong kinh doanh, tại luôn luôn lúc nào cũng không phải là chỉ là mình. Thì cuốn sách này có một cái điểm là họ nói quá nhiều về một cái phía là của mình. Mà em nghĩ là cái em hơi không đồng tình chút là mình cũng phải quan tâm đến cái tại sao của người khác. Chính xác, đó là về cái đó, là giống như là kinh doanh 101, nghĩa là mình đi học về kinh doanh đó là mình phải biết là khách hàng họ muốn gì. Và mình đang tạo sản phẩm vì khách hàng chứ không phải là vì bản thân. Thì đó là một điểm rất là quan trọng. Với lại thêm nữa, có thêm một điểm chị vừa nghĩ tới bây giờ quên mất. Thôi một lát không mình trở sao, lại chút nữa mình sẽ trả lời, nếu mình nhớ là mình type lên. Ok. Cảm ơn Thuận nha. Cảm ơn Thuận đã đặt câu hỏi cho chị Linh. Cảm ơn cô ạ. Bye bye. Chào Thuận. Ok mọi người ơi, mình lại coi tiếp. Mọi người hãy nhấn like để mình chọn tiếp cái câu hỏi tiếp theo. Like. Rồi mình còn gọi thêm một người hay là mình sẽ... Đây mình hơi nhỏ ha, mọi người nghe không rõ hả? Ok, mình sẽ nói lớn hơn một chút. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái câu hỏi tiếp theo. Thì với cái câu hỏi này thì bạn... Đây là câu hỏi của bạn Thanh Hải. Và bạn Thanh Hải thì đang bận công việc cho nên là bạn Thanh Hải không có thể nghe cái phone được. Vì vậy cho nên là Xuân sẽ thay mặt Thanh Hải để Xuân đọc cái câu hỏi của Thanh Hải lên cho chị Trinh, cho chị Linh trả lời. Thì bạn có hỏi là bạn luôn đặt câu hỏi tại sao mỗi khi mà bạn bắt đầu một cái công việc. Tuy nhiên khi làm việc trong một tập thể thì mỗi cá nhân đều có mỗi cái why khác nhau. Câu hỏi là vậy thì làm thế nào để dung hòa được những cái why trong một tập thể? Thì câu hỏi này rất là hay, bởi vì khi mà Linh đi làm trước đây trong những công ty lớn, những tổ chức lớn thì mình cũng gặp cái việc này rất thường xuyên. Thì cuối ngày Linh nghĩ khi mà mình đi làm thì mọi người cũng có cùng một cái tại sao, đó là họ muốn sự nghiệp họ thành công. Và để cho sự nghiệp của mình thành công là công ty phải thành công. Thì thật sự cuối ngày ai cũng có cùng cái tại sao. Nó sẽ có những cái mỗi cái tại sao của mọi người sẽ có những cái màu khác đi. Ví dụ mình có một cái những cái việc riêng tư mình để vào cái tại sao của mình để cho biến chế nó thành cái riêng biệt của mình. Nhưng cái bản chất của mọi người sẽ là làm sự nghiệp của mình thành công. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy và hai người ba người đồng nghiệp họ không đồng ý, và thì mình chỉ cần nhớ lại là mình, nếu mình làm xong cái dự án này, nếu mình làm thành công cái dự án này thì tất cả mọi người sẽ được tăng lương, lên chức, vân vân. Thì vì vậy thì mình thật sự mình có cùng một cái tại sao. Thì vì vậy mọi người nhường một bước và có thể là mình chỉ đạt được 40-50% của những gì mình muốn. Nhưng cuối ngày khi mình làm xong cái dự án thì tất cả mọi người cũng đã đạt được một phần cái công việc, cái mục tiêu của họ. Khi mà em đọc câu hỏi này thì em cũng không biết trả lời sao á.
Tại vì thật ra em là cái người muốn hỏi câu hỏi này luôn á. Dạ, tại vì làm trong một tập thể đúng là mỗi người có mỗi cái lý do khác nhau. Thì giống như chị nói là mình sẽ nhường nhau một chút để mỗi người đều tiến lên. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng nếu mà mình đang làm công ty khởi nghiệp và ví dụ là Xuân là sếp đi, và mình cảm thấy là một vài nhân viên cái tại sao của họ không có thuận với mọi người khác, à, với một công ty khởi nghiệp mà có nhân viên số lượng ít thì mình rất khó để cho một hai người có những cái tại sao mà nó quá xa của tại sao của những người khác. Vì vậy, bởi vì mình có số lượng người ít, chỉ có một hai người thôi là có thể giống như là cái ung thư nó có thể làm bệnh hết tất cả mọi người khác. Sorry, không đúng, Không đúng. không không thể Chưa không thể có, lây, chưa kiểu. ung thư không thể bị lây, nhưng nó có thể nó giống như là cái COVID, nó có thể lây hết. Nghĩa là mình không thể để một hai người trong công ty, mình phải giải thích cho tất cả mọi người. Và nếu mà vẫn còn một hai người mà không đồng ý với cái tại sao đó thì nên nghĩ một hai người đó nên phải ra đi. Tại vì số lượng nhân viên của mình quá ít, mình không thể có một hai người mà không đồng ý. Và dần dần khi mình phát triển công ty lớn hơn và có nhiều nhân viên hơn thì ok, mình sẽ có tìm cách để đưa một người đi cùng hướng, không nhất thiết là cùng hướng nhỏ nhưng mình có thể cùng hướng to hơn. Thì nó tùy theo cái số lượng nhân viên của mình đang có. Thì đó là nếu mà trong trường hợp bạn đang khởi nghiệp. Có nghĩa là ở một cái quy mô nhỏ thì rất là quan trọng trong cái việc mọi người có cái cùng tại sao với Đúng nhau, rồi, đúng không chị? đúng rồi. Em cũng nghĩ như vậy. Và trong cuốn sách này họ cũng anh ấy cũng nhắc đến cái việc đó. Thì bây giờ cái phần trả lời câu hỏi mà gọi đã kết thúc. Thì bây giờ mình sẽ, vì mình còn thời gian cho nên mình sẽ chọn vài câu hỏi ở trên đây để trả lời cho các bạn. Xin admin cho câu hỏi nha. Có một câu hỏi từ bạn Huy Nguyễn. Chị Linh Huy ơi. Nguyễn. Hello. Chị Linh ơi, hiện tại cái tại sao của chị là gì? Oh, khó khó. Tại sao của Linh ngay lúc này là Linh, đó là một 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 trong những lý do Linh muốn đọc cuốn sách này. Thật sự Linh đã đọc cuốn sách này vài năm trước rồi, lần này nghe lại để mình nhắc nhở tìm cách để tìm cái tại sao. Thì cái tại sao của Linh ngay giờ cái chính xác thì Linh cũng thật sự cũng chưa tìm ra được, cũng còn đang suy nghĩ. Một phần là đang đang tìm cái cách để cho mình không phải là cân bằng, tại trở lại cái không thích cái từ đó, nhưng cũng phải chia thêm thời gian cho gia đình, bởi vì đây là một cái phần lớn và cũng là phần mới trong cuộc sống của Linh. Những việc mà Linh thường trước đây không có suy nghĩ tới là những việc là Linh phải tìm cách để tạo một cái cột trong cuộc sống của Linh. Tại trước đây Linh cuộc sống rất là cơ bản, một cột sự nghiệp. Nhưng bây giờ là vừa gia đình và vừa sự nghiệp, mà trong gia đình cũng rất là phức tạp, không phải là chỉ gia đình không, là con và chồng và mẹ và gia đình những bạn gia đình khác, và cũng có bạn bè nữa. Tại tại tới bước này là Linh cũng nghĩ là mình cũng đã xa lạ với nhiều bạn của mình trước đây. Thì đang đang nghĩ là tại sao, thì Linh nghĩ là tại sao mình làm việc, tại sao mình thức dậy hàng ngày, là vì con người, những người trong cuộc sống của Linh. Linh muốn tạo những cái mối quan hệ mạnh mẽ, mà nó thì cái đó không nghĩa là Linh chỉ muốn ngồi ở nhà đi chơi. Linh vẫn muốn có một cái ảnh hưởng đến xã hội, thì là tại vì xã hội cũng là những con người. Thì có cách nào để cho có thể chia sẻ thời gian để cho mình có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Cái đó là cái tại sao của Linh ngay lúc này. Nó không có quá cụ thể thì thật sự Linh cũng chưa biết cụ thể nữa. Thì cũng chia sẻ với các bạn là hồi đó còn nhỏ hai mấy tuổi thì cũng trong lúc cùng cùng với tình trạng là không biết tại sao là gì, rồi bây giờ 40 mấy tuổi cũng tương tự cái tình trạng nó sẽ không có thay đổi. Mình cũng luôn suy nghĩ là mình nên làm cái gì. Linh nghĩ là con người của mình nó luôn phân vân, luôn suy nghĩ, luôn muốn thêm. Ok, cho mình nhờ admin chọn câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn bạn Huy Nguyễn đã đặt câu hỏi cho chị Linh.
Tại câu hỏi là chị Linh á. Rồi tại sao của Xuân là gì? Tại vì tại sao của Xuân cũng không biết. em chỉ biết là em muốn tại thời điểm này á, em làm gì em cũng muốn kiểu độc lập, tự do, hạnh phúc á chị. Đúng đúng ba cái từ đó luôn á. Tại vì cái đó là cái tại sao của em. Khi mà em làm Phonos hay cách em làm việc hay cách em chọn partner, em chọn người chồng gì, em cũng ba cái chữ đó đối với em là nó rất là quan trọng, và nó làm em cuối cùng là cái chữ hạnh phúc á, em rất thích cái chữ hạnh phúc đặt cuối cùng. Yes. Tại vì cái điều đó nó là quan trọng nhất at the end of the day. Yes. Chính xác. Linh nghĩ đồng ý với ba cái từ của Xuân. Cái vấn đề là cái từ độc lập. Bởi vì từ nhỏ Linh cũng rất là quý độc lập. Nhưng sau khi mình có con rồi đó, lại cảm thấy là mình không có độc lập nữa. Tại mình đi đâu cũng có một cái cảm thấy khó chịu là mình bỏ bé ở nhà, hay là mình lo làm quá mình không chơi với bé hay là gì đó, thì nó cảm thấy là mình đã mất cái sự độc lập đó. Thì cái đó cũng là một cái phân vân là mình đang thay thế độc lập với cái gì mà nó có cùng ý nghĩa, mà có thể là nó ý nghĩa của nó mạnh hơn. Nhưng mà cái đó chị nói là tự do hay độc lập? But actually no, độc lập con cũng vậy, bởi vì độc lập nghĩa là mình có thể tự làm bất cứ gì. Nhưng bây giờ có những đứa bé mình cảm thấy là hơi khó để tự làm đó. Nếu mà không có ông chồng, không có bà ngoại, không có cô giữ là sao, tại không thể nào tự làm hết. Vậy thì mình cũng đã mất một phần là độc lập. Nhưng mà chị có hạnh phúc không? Hạnh phúc thì có, nhưng hạnh phúc đã thay đổi hình nghĩa. Cái định nghĩa của hạnh phúc nó hạnh phúc trước đây là dựa trên tự do và độc lập. Ngay lúc này là hạnh phúc dựa trên số lượng người đang hỗ trợ. Rồi, tại vì trước đây Linh không cần ai hỗ trợ. Mình tự làm hết, không cần người ta. Nhưng bây giờ là mình có nhiều người trong gia đình, và vì mình có nhiều người là mình hạnh phúc. Thì nó khác, nó đã khác. Và thực sự đây là cũng một cái lý do mà Linh đang muốn tìm hiểu thêm về cái tại sao, là bởi vì nó quá khác tới mức mà Linh hỏi là thật sự đây là phải định nghĩa của hạnh phúc hay không, tại vì nó quá mới. Nhưng mà chị biết không, em lúc mà tại vì em mới lấy chồng gần đây, thì cái độc lập của em khi mà em còn thời độc thân á với cái độc lập khi mà có gia đình á, nó sẽ khác nhau. Nhưng mà em vẫn có cái sự tự do độc lập để làm cái điều mình thích, để theo đuổi. Dĩ nhiên mình phải có sự tôn trọng và mình phải có trách nhiệm đối với bạn, cái người bạn đời của mình. Nhưng mà ở đâu đó có nghĩa là khi mà em chuyển qua là một người có gia đình á, em không mất đi bản thân. Chứng tỏ là em đã chọn đúng, đúng người. Dạ, thì cái đó là cái mà đó là lý do tại sao em lập gia đình. Đó, thì với em cái đó bây giờ là quan trọng. Dạ. Ok. Câu hỏi cuối cùng mình sẽ chọn câu hỏi cuối cùng. Nhờ admin chọn giùm mình câu hỏi cuối cùng được không? Ok. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phước Hoàng. Phước Hoàng, hello. Chào Phước Hoàng. Hiện tại đối với em, cái hiện tại của em chỉ vì tiền, bởi vì em muốn độc lập hơn. Nhưng mà em không biết làm sao để thay đổi. Em biết nó rằng nó không đúng. Linh không đồng ý. Nó không phải là không đúng, tại vì nó tùy theo tình trạng của mọi người. Linh cũng thường nhận có một thời gian Linh cũng vì tiền, tại vì gia đình không có thì mình buộc phải làm vì tiền để mình có thể nuôi gia đình, mình có thể tạo một cái nền tảng, một cái vùng an toàn cho gia đình. Thì trong những thời gian đó, lúc đó mình chắc chắn là vì tiền, tất cả những gì mình làm là vì tiền. Nhưng tới một mức nào đó, sau khi mình đã tạo cái vùng an toàn đó rồi, thì mình có thể suy nghĩ về những việc khác. Thì Linh chỉ muốn nhắc nhở là mình làm gì vì tiền không phải là việc sai. Mình nó chỉ tùy theo cái tình trạng của bạn. Em cũng nghĩ là cái mục đích mà làm vì tiền nó không hề sai. Tại vì cũng có một cái thời gian em cũng làm phải để kiếm tiền, để sống. Ngay cả trong business cũng có những cái giai đoạn cuối cùng mình cũng phải tập trung để mình kiếm tiền. Nhưng mà ở đâu đó có nghĩa là tại vì em cũng thích những cái khác đó chị. Nhưng mà khi mà em kiếm tiền em bỏ quên mất luôn
Có nghĩa là em cảm thấy không hạnh phúc là tại vì em quên mất những cái khác, ngay cả em quên cả bản thân em luôn. Thì tự nhiên mình cảm thấy ở kiếm tiền là mình đã đạt được cái mục đích mình rồi, nhưng mà thật ra là mình không có vui. Thì sau này thì em biết được, thì kiếm tiền em vẫn phải kiếm tiền, em rất là còn trẻ và vẫn muốn kiếm tiền, nhưng mà song song đó em vẫn làm những cái điều khác để em cảm thấy hạnh phúc ngay cả lúc mà em đang kiếm tiền. Cho nên cái điều mà bạn kiếm tiền không hề sai, bạn chỉ cần xem thêm là cái gì ngoài cái việc kiếm tiền đó làm cho bạn cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, thì bạn nên đem cái đó thêm vô cái cuộc sống của mình. Ok, vậy thì mình đã trả lời xong cái câu hỏi cuối cùng của cái buổi livestream hôm nay. Rất là cảm ơn mọi người đã tham gia và gửi câu hỏi livestream về tham gia và gửi câu hỏi về cho cái buổi livestream kỳ này. Thì hôm nay thì là chị Linh chắc là mình cũng sẽ thông báo luôn cái cuốn sách của cái book club cho tháng 9, đúng không chị? Thì cái cuốn sách của book club cho tháng 9 có tên là Nhà lãnh đạo không chức danh của tác giả Robin Sharma. Các bạn nếu mà các bạn có thể mua cái sách này ở ngoài nhà sách, hoặc các bạn có thể lắng nghe bản sách nói qua ứng dụng của Phonos, tất cả các chương đầu tiên đều đang được miễn phí. Thì chị có thể nói chút là tại sao chị chọn cái cuốn sách này cho tháng sau không ạ? Dạ, chị rất là hào hứng về cuốn sách này. Ông Robin Sharma là một người mà đã truyền rất nhiều cảm hứng cho Linh trong những thời gian gần đây. Tại vì Linh cũng nghiên cứu rất nhiều về những cách để cho mình có thể cải thiện cái cách mình suy nghĩ, cái tư duy của mình, cái cách mình tạo tư duy. Thì ông Robin Sharma là một trong những người chuyên gia về ngành này. Và Linh có nghe nhiều cái bài ấy, nghe nghe nhiều đọc nhiều cái bài viết của ảnh, và nghe nhiều 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 cái bản YouTube của ảnh, thì thấy thấy rằng ảnh có những cái ý tưởng rất là hay, và Linh rất là hào hứng để mình xem coi mình có thể học được cái gì để cải thiện cuộc sống. Đây cũng là một tác giả mà em rất là thích. Và mọi người ơi, mọi người hãy cùng với mình và chị Linh lắng nghe cái cuốn sách này qua ứng dụng Phonos, và hẹn mọi người trong cái buổi livestream của câu lạc bộ sách Thái Văn Linh vào tháng sau. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.